1. Điều lệ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh khóa 8 giai đoạn 2018-2023 quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thuộc chương mấy và có bao nhiêu điều? Trả lời, thuộc chương 2, có 10 điều. 2. Các tính chất của tổ chức đội là: trả lời, tính quần chúng, tính chính trị, tính giáo dục. 3. Lời hứa của đội viên khi được kết nạp vào đội là: A. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. B. Tuân theo điều lệ đội. C. Giữ gìn danh dự đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Trả lời, D. Cả 3 đều đúng. 4. Anh Kim Đồng là người dân tộc nào? Trả lời, dân tộc Nùng. 5. Có bao nhiêu đội viên trở lên được thành lập một chi đội? Trả lời, 3 đội viên. Sáu. Chi đội có từ bao nhiêu đội viên trở lên có thể phân chia thành các phân đội? Trả lời, 9 đội viên. 7. Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội là? Trả lời, 1 năm. 8. Tên gọi đầu tiên của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh? Trả lời, Hội Nhi Đồng Cứu Quốc. 9. Tên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có từ năm nào? Trả lời, năm 1970. 10. Người đội trưởng đầu tiên của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ai? Trả lời, Nông Văn Dền. Mười một. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý. Trả lời, Huân chương Sao vàng. 12. Phong trào kế hoạch nhỏ bắt đầu xuất hiện từ năm nào và công trình lúc bấy giờ là gì? Trả lời, 1958, nhà máy nhựa thiếu niên tiền phong. 13. Điều kiện kết nạp đội viên vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là? Trả lời, từ 9-15 tuổi. 14. Khi sinh hoạt đội và trong các hoạt động của đội. Trường hợp đặc biệt, đội viên chưa có khăn quàng thì nhất thiết phải đeo huy hiệu đội hay không? Trả lời, có. 15. Nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật truyền thống, thành tích của đội và sinh hoạt đội được gọi là? Trả lời, phòng truyền thống, phòng đội. 16. Các nghi lễ của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh gồm: trả lời, chào cờ, diễu hành, duyệt đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng thành, đại hội đội. 17. Việt Nam ký Công ước Quốc tế quyền trẻ em vào năm? Trả lời, năm 1990. 18. Theo nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, có bao nhiêu yêu cầu đối với đội viên? Trả lời, 7 yêu cầu. 19. Khi đang chạy đều, nếu có lệnh đứng lại, đứng thì? Trả lời, chạy thêm 3 bước về tư thế đứng nghiêm. 20. Khẩu hiệu của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là? Trả lời, vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. 21. Tên bài hát được chọn làm đội ca của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là? Trả lời, cùng nhau ta đi lên, Phong Nhã. 22. Khi nghe lệnh tập hợp của chỉ huy, đội hình sẽ triển khai về? Trả lời, bên trái của chỉ huy. 23. Bài hát được dùng trong lễ kết nạp đội viên là? Trả lời, Mơ ước ngày mai Trần Đức. 24. Một bộ trống đội có ít nhất? Trả lời, một trống cái, hai trống con. 25. Tên gọi đầu tiên của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh? Trả lời, Hội Nhi Đồng Cứu Quốc. 26. Mục đích của việc rèn luyện chương trình rèn luyện đội viên là: A. Giúp các em trở thành đội viên tốt. B. Trở thành cháu ngoan Bác Hồ. C. Phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trả lời, D. Cả 3 câu đều đúng. 27. Mỗi sao nhi đồng có số lượng tối thiểu bao nhiêu em? Trả lời, 5 em. 28. Mỗi sao nhi đồng có bao nhiêu trưởng sao? Trả lời, 1 trưởng sao. 29.
quỹ của liên đội và chi đội do ai quản lý? Trả lời, ban chỉ huy chi đội, liên đội. 30. Việc sửa đổi điều lệ đội do ai quyết định? Trả lời, ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.